riêng. Hello anh em. Hello. Hôm nay tụi mình không làm ẩm thực. Đó. Biết không làm ẩm thực là làm gì nào? Bữa nay đi cho mấy cái trò của mấy các bạn bánh bi. Bây giờ tụi mình ra về cái bãi đất trống này. Đi bán với thằng Tấn. Với nhóc Hoàng Osina. Cái bãi đất trống phía sau bên này. Đó các bạn nào. Trong vòng 2 mét xung quanh thiết phải chọc bánh trứng vòng cũng vừa có nguy cơ. Nãy giờ mình ở trong nhà vì nó đã bán ở ngoài này rồi. Bánh này còn bánh trứng các bạch mạch của Phật quay cho mọi người thấy nha. Trong đó tại vì con khé này nấy nên là mình tạo hai đứa nhỏ vào trong lấy hai cái mũ lại đó cho mình cái bài diễn để mang lên chứ tại vì đến khi người đau á thì chứ tại nếu như mà đau quá thì bây giờ số khỏe phải cách biệt một cái thì không mang tới nhà bây giờ mà hôm nay bánh bì đúng không mấy đứa cảm thấy thế nào? Rất vui bây giờ nè cha bi gì họ bi không làng bi không làng là cha bi ô đúng không bi không làng khác bi ô khác đâu bây giờ là kỹ cái ô với là kỹ cái làng nó không bi không làng là không có cái làng cái ca như cái kỹ cái ô nãy giờ chưa xem ôi xì chơi đi ngủ. Thầy cha tay giỏi, quên đi đôi mà. Ông Giang quá, quên lại. Mày đi xem, ở nhà đi. Rồi là bây giờ thì nghe. Nhưng mà ở làng ở trên đôi mà. Đúng rồi, ông làng là ông ra đậu. Ông ra là mà ông cãi. What the hell, vậy đâu đi lại. Lại gì, ông thua mà. Ông thua là mà. Tự nhiên tới, không chịu. Mình sẽ bắn nhau các bạn. Cho bây giờ be đứa con trai cho xe rồi nữa. Anh be đi trước nha. Anh be đi trước đi. Đó, gần chữ rồi đấy. Anh be đi chỗ anh be. Mình đi nè nè. Rào cơ. Cho anh be giỏ này kìa. Rào bỏng mất rào. Rồi đi. Hello. Rào. Nhảy lên be vô rào. Anh be vô. Anh be chỗ nè. Dán là be bao nhiêu dán vậy? 2, 4, 6, 8, 10, 20 viên. Bỏ vô trên này này cho em bi họ đây, bi em bi xanh lọc ấy, bán ra. Sơ, dở kinh giấy rào. Hết ông re luôn á. Sơ bán gì như khỉ vậy mà. Sơ, bi em đây, còn đây, chưa re. Sơ, re có 4 viên nè, ăn hết viên bi luôn, lộm. Rào, bi má vô. Nào, thượng chỗ nhà hàng đi. 2, 4, 6, 8, 10. Cho 5 viên đi. 5 viên, có 5 viên nè. Vô 5 viên. Rồi, để tôi đi chút nào, tát lục bay đi. Tát hoàng đi. Anh Giang có không? Mày đi. Chỉ luôn. Bè nghe rồi chứ nói nữa. Trời yếu luôn à. Trời rạng yếu luôn à. Trời. Bè xe hôm bè ở nhà. Bè ở nhà. Còn bên trước. Đấm gì đó, bán chặt lát nè chúng mày. Đó. Đây mất luôn. Nghe rồi. Chơi gì chơi bên Giang quá hả? Con gái đi ra đi hồn. Chơi gì nghĩ sao bi giải mà bi đổ giải gì. Là mang ra, tao đó, đối này nha. Dạ chúng nó nữa anh bé. Không phải
sao được đủ che chú sao vậy? Sao che chú mà coi như núm nhún à vô mẹ bỏng nữa bay bỏng mày tắm ra luôn ra hai thiên bay luôn lên thiên đàng lên thiên đàng nè cho phải con cứ nhắn cho lên vậy có ý đi đây vô tới rồi gặp đây chỗ ta vô chung ghe vô chung ghe vô chung ghe tới An Giang không ai cho biết cái ông nội con này là một bên thằng nhỏ bị đâu bị cái đâu thằng An Giang không mà biết không coi đây mẹ bán chặt lắc rồi bè chưa còn đấy mới sáng thức dậy anh cảm thấy mình quá đẹp trai ai biểu anh chơi xin cái số đâu vậy nha các bạn thì mình quay cho vui thì giờ dịch cũng có cái món gì để quay á thì anh em có cái món nào mà ngon ngon hấp dẫn thì anh em để kiểu như là để ở phần bình luận á rồi mình sẽ vào mình xem. Nói chung là cái món ăn nào mà nhiều like nhất thì mình sẽ làm nó đó thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn bye bye mọi người.